Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Trong một diễn biến mới nhất liên quan đến các vụ cháy nghiêm trọng tại Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố hình sự vụ việc vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy sau vụ cháy thương tâm tại phố Trung Kính khiến 14 người tử vong. Đặc biệt, vụ cháy này liên quan trực tiếp đến một nữ phó chủ tịch hội phụ nữ phường với 3 thành viên trong gia đình bà cũng là nạn nhân. Nhiều dấu hiệu cho thấy có những vi phạm nghiêm trọng trong quy định phòng cháy chữa cháy và trật tự xây dựng. Sự việc này làm dấy lên nhiều câu hỏi về trách nhiệm quản lý nhà nước cũng như việc rà soát an toàn các nhà trọ khác trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, câu hỏi về trách nhiệm của người chủ nhà trọ trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng là điều rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là người thân các nạn nhân. Chủ nhà trọ trong vụ cháy khiến 14 người tử vong có khả năng bị khởi tố hình sự. Ngày 25 tháng 5, nguồn tin của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy liên quan đến vụ cháy 14 người chết tại phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy để điều tra, xác minh hai nội dung gồm trách nhiệm của chủ nhà cho thuê trọ và trách nhiệm quản lý nhà nước để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hiện, Thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các quận, huyện rà soát, kiểm tra tất cả nhà trọ trên địa bàn. Việc rà soát hoàn thành trước ngày 15 tháng 6. Căn nhà xảy ra vụ cháy 14 người tử vong là của một nữ phó chủ tịch hội phụ nữ phường Trung Hòa và khi cháy, 3 người trong gia đình gặp nạn. Theo nguồn tin từ Hội Phụ nữ quận Cầu Giấy, Hà Nội, vụ cháy ở phố Trung Kính, phường Trung Hòa xảy ra tại nhà một phó chủ tịch hội phụ nữ phường Trung Hòa. Người này là chị NTAT, tên viết tắt. Gia đình có 7 người gồm bà nội chồng, mẹ chồng, bố chồng, chị T và hai con. Vụ hỏa hoạn đã khiến mẹ chồng và chồng chị T tử vong, bà nội chồng chị T đang cấp cứu tại bệnh viện giao thông vận tải. Còn bố chồng, chị T và hai con sức khỏe ổn định. Sau khi nắm bắt thông tin về vụ cháy xảy ra với cán bộ hội phụ nữ, lãnh đạo quận cùng các cơ quan của Cầu Giấy đã vào viện thăm hỏi động viên, chia sẻ mất mát với nữ phó chủ tịch hội phụ nữ phường Trung Hòa. Trước đó, vào lúc 23 giờ 50 phút ngày 12 tháng 9, trên địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân xảy ra một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà 37 ngách 29/70 Khương Hạ. Căn nhà có diện tích hơn 200m² với khoảng 150 người dân sinh sống. Vụ cháy đã làm 5-6 người vong mạng và 37 người bị thương. Kết quả điều tra ban đầu của Công an thành phố xác định, ngôi nhà xảy ra cháy có những dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về trật tự xây dựng và quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Giấy phép xây dựng cấp phép cho công trình được xây 6 tầng, tầng lửng và tum thang không có không gian kỹ thuật. Tuy nhiên, theo ghi nhận tại hiện trường, thì đến nay, công trình xây dựng trên 100% diện tích với 10 tầng, trong đó có 1 tầng hầm, 8 tầng nổi và 1 tum. Ngay sau khi sự cố cháy chung cư mini gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra, Cơ quan Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh, sinh năm 1979, trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, chủ tòa nhà chung cư mini nêu trên. Bên cạnh đó, các cơ quan điều tra đang tiến hành kiểm tra, xem xét, xử lý theo quy định đối với các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan để xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng. Cũng theo thông cáo, việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng nêu trên nhằm làm rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo liên quan. Bàng hoàng lời kể nạn nhân may mắn sống sót trong vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính. Vụ cháy 14 người chết xảy ra lúc 0 giờ 46 phút ngày 24 tháng 5 tại địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43, phố Trung Kính. Đến 1 giờ 26 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, các lực lượng phát hiện 14 người tử vong, 6 người bị thương. Đến chiều ngày 25 tháng 5, quận Cầu Giấy cho biết đã xác định được 14 danh tính nạn nhân tử vong và tiến hành các thủ tục bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Sáng ngày 24 tháng 5, Bệnh viện Giao thông Vận tải Hà Nội đã tiếp nhận 3 nạn nhân từ một vụ cháy xảy ra tại ngõ 43 phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Theo thông tin từ bác sĩ Bùi Hồng Giang, trưởng khoa cấp cứu của bệnh viện, các nạn nhân được đưa vào viện cách nhau khoảng 30 phút. Trong số 3 nạn nhân, có một cặp vợ chồng đang được điều trị tại khoa cấp cứu với các triệu chứng về hô hấp. Ngoài ra, một cụ bà lớn tuổi cũng đã được đưa vào viện trong tình trạng suy hô hấp nghiêm trọng và cần thở oxy. Tình trạng của cụ đã cải thiện và cụ đã được chuyển đến khoa hồi sức tích cực vào sáng cùng ngày.
Bác sĩ Giang cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, bệnh viện đã nhanh chóng chuẩn bị nhân lực và trang thiết bị để sẵn sàng cấp cứu cho các nạn nhân. Anh Hát, tên viết tắt, một trong những nạn nhân cho biết anh đã nghe thấy tiếng nổ lớn vào khoảng gần 1 giờ sáng và ngay lập tức lửa bắt đầu lan ra khắp các phòng. Nhờ kinh nghiệm từ các vụ hỏa hoạn trước, anh và vợ đã sử dụng vải thấm nước để bịt mũi và miệng và chờ đợi sự giải cứu trong nhà. Sau khoảng 1 giờ, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận và đưa hai vợ chồng anh ra ngoài. Anh Hát cũng cung cấp thêm thông tin rằng căn nhà bị cháy là một dãy nhà trọ, nơi có một cửa hàng kinh doanh và sửa chữa xe đạp điện ngay tại tầng 1 và gia đình anh mới chuyển đến đây khoảng 2-3 tháng trước. Sự kiện cháy bắt đầu vào khoảng 0 giờ 30 phút và diễn ra rất nhanh với nhiều tiếng nổ. Khi biết thông tin về vụ cháy 14 người thiệt mạng ở phố Trung Kính, anh V, tên viết tắt, tìm đến hiện trường, sau đó là nhà tang lễ Cầu Giấy. Mới hay, chị gái nhà bác mới lấy chồng 2 tháng, không may đã tử vong. Vụ cháy 14 người thiệt mạng ở phố Trung Kính xảy ra rạng sáng ngày 24 tháng 5. Các nạn nhân tử vong được đưa đến nhà tang lễ Cầu Giấy để lo hậu sự. Ngồi thất thần bên ngoài nhà tang lễ, anh V quê Bắc Ninh, sinh viên một trường đại học ở Hà Nội, đau đớn cho hay. Chị Hát, tên viết tắt, con nhà bác ruột là một trong số những nạn nhân xấu số tử vong trong vụ cháy ở phố Trung Kính. Theo V, sáng nay anh đến trường, trong lúc học, anh V thấy tin báo về vụ cháy trên mạng xã hội và ở khu vực Trung Kính, nơi người chị gái thuê trọ. Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh V gửi tin nhắn qua Messenger nhưng chị không trả lời. Bấm điện thoại gọi cũng không liên lạc được, anh V bỏ học chạy đến khu vực xảy ra đám cháy, sau đó tìm đến nhà tang lễ Cầu Giấy thì biết người chị đã tử vong. Chia sẻ thêm, anh V cho hay chị Hát mới lấy chồng được khoảng 2 tháng. Trước đó, chị thuê trọ ở phố Trung Kính được khoảng hơn 1 năm. Sau khi lập gia đình, hai vợ chồng ở cùng nhau tại địa chỉ trên, chị Hát làm công việc liên quan đến tiếng Nhật. Anh V nói, nhà tôi ở Bắc Ninh, hôm thứ Ba vừa qua tôi còn sang nhà chị để hỏi đưa chị lên Hà Nội. Nhưng chị tôi không đi, để hôm sau lên cùng em trai ruột. Không ngờ hôm đó là lần gặp cuối của tôi với chị. Ngoài ra, một sinh viên nữ, cư dân tại khu trọ nơi xảy ra vụ cháy ở Trung Kính làm 14 người tử vong đã kể lại sự việc vào sáng ngày 24 tháng 5. Cô cho biết, tối qua do đi chơi về muộn và chủ nhà đã khóa cổng nên cô phải qua nhà bạn ngủ. Sáng nay khi đọc được thông tin về vụ cháy, cô đã vô cùng bàng hoàng. Cô sinh viên cho biết thêm, tối qua khoảng 10 giờ 30 tôi trở về khu trọ nhưng không vào được và đã đi uống nước với bạn. Khi trở lại vào khoảng 11 giờ 8 phút, tôi thấy cửa đã khóa nên đành qua nhà bạn ngủ. Khi vụ cháy xảy ra vào khoảng 12 giờ 30, tôi không hề hay biết gì vì không quen biết nhiều người ở khu trọ. Đến khoảng 6 giờ 30 sáng nay, khi biết tin về vụ cháy, tôi đã vội vàng trở về khu trọ. Tôi đã rất sốc khi biết sự việc xảy ra ngay tại khu nhà tôi ở. Cô cũng cho biết đã đến phường để lấy lời khai và được thông báo rằng phòng của cô không bị thiệt hại nặng. Về tài sản, cô lo ngại về các tài liệu liên quan đến công việc có thể đã bị hư hại do nhiệt độ cao từ vụ hỏa hoạn, mặc dù xe máy và phòng của cô không gặp vấn đề nghiêm trọng. Ghi nhận tại khu vực nhà tang lễ Cầu Giấy sáng 24 tháng 5, an ninh được thắt chặt. Bên ngoài nhà tang lễ có sự xuất hiện của người nhà các nạn nhân trong tâm trạng buồn bã, rầu rĩ. Song song với công tác điều tra, khắc phục hậu quả vụ tai nạn, cứu chữa người bị thương, việc lo hậu sự cho các nạn nhân xấu số cũng được các cấp chính quyền Hà Nội tiến hành khẩn trương. Cũng trong sáng 24 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn trong vụ cháy và ông giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà xuống hiện trường trực tiếp chỉ đạo giải quyết hậu quả vụ cháy. Bữa cơm 70.000 và lời hứa quặn lòng của nam sinh viên năm thứ tư. Vụ cháy kinh hoàng xảy ra vào lúc 0 giờ 40 phút ngày 24 tháng 5 tại một ngôi nhà trọ nằm sâu trong ngõ 43 trên phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, đã biến đêm yên bình của Hà Nội thành đêm thảm kịch cho nhiều gia đình. Ngọn lửa bắt đầu từ tầng 1, nơi chủ nhà trọ dùng làm cửa hàng sửa chữa xe đạp điện. Nhiều tiếng nổ lớn báo hiệu một thảm kịch sắp diễn ra. Những tiếng hô báo cháy hoảng hốt vang lên khiến không khí trở nên nặng nề, ngột ngạt. Mọi người vội vàng mang bình chữa cháy ra để dập lửa, nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô ích trước ngọn lửa ngày càng lan rộng. Ngõ nhỏ chính là trở ngại lớn nhất, hạn chế sự tiếp cận của các lực lượng cứu hộ. Xe cứu hỏa phải dừng lại bên ngoài ngõ, các chiến sĩ phải vội vàng di chuyển bộ vào bên trong, cố gắng tiếp cận hiện trường trong tình trạng khó khăn. Điều này khiến cho công tác cứu nạn trở nên chậm trễ, trong khi ngọn lửa ngày càng tỏa rộng, nuốt chửng mọi thứ trên đường đi. Trong số những nạn nhân của vụ cháy, có một nam sinh sắp ra trường đã không thể thực hiện được lời hứa với mẹ mình. Ngày hôm trước, anh đã xin mẹ 70.000 đồng để ăn tối, với lời hứa rằng ngày mai anh sẽ trở về.
nhưng mai sẽ về với mẹ đã trở thành một lời hứa không bao giờ có thể thực hiện được. Câu chuyện của anh cùng với những hoài bão giang dở đã kết thúc trong bi kịch của đám cháy, để lại niềm đau khôn nguôi cho người mẹ đã mất đi đứa con trai yêu dấu. Ngoài ra, đám cháy cũng cướp đi sinh mạng của một người cha, trụ cột chính trong một gia đình có người vợ vừa trải qua ca phẫu thuật và chịu trách nhiệm chăm sóc ba đứa con nhỏ và cha mẹ già cả. Không kém phần xót xa là câu chuyện của hai người trẻ yêu nhau đã cùng nhau dự định xây dựng tương lai, tiết kiệm từng chút một để có thể tổ chức một đám cưới vào cuối năm. Thế nhưng, thay vì một đám cưới, họ đã có hai đám tang. Giấc mơ về một mái ấm gia đình, về một cuộc sống hạnh phúc bên nhau giờ chỉ còn là dĩ vãng. Cảnh tượng tại hiện trường sau khi lửa được dập tắt là hình ảnh của sự tàn phá. Các bức tường đen đúa vì ám khói từ vụ cháy, những mảnh vụn của cuộc sống thường nhật và đau đớn nhất là những thi thể không thể nhận diện được. Vòng hoa trắng được đặt bên cạnh những di hài, biểu tượng của sự tiếc thương vô hạn đối với những sinh mạng bị cướp đi quá sớm trong hoàn cảnh bi thảm nhất. Trong bối cảnh tang thương ấy, cộng đồng đã đến chia buồn, chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân. Những lời động viên, những cái ôm, những giọt nước mắt đã thể hiện sự đồng cảm sâu sắc, một lời nhắc nhở rằng trong khó khăn, con người vẫn không bao giờ đơn độc. Các tổ chức từ thiện, cộng đồng địa phương và nhiều cá nhân đã quyên góp, hỗ trợ để giúp những gia đình có người gặp nạn sớm vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Trong đau thương và mất mát, câu chuyện của những nạn nhân trong vụ cháy tại Hà Nội không chỉ là một bi kịch cá nhân mà còn là một lời nhắc nhở về giá trị của cuộc sống và tầm quan trọng của sự an toàn cộng đồng. Nó cũng là một lời kêu gọi hành động, một lời thúc giục để mỗi người chúng ta không chỉ quan tâm đến bản thân mình mà còn đến những người xung quanh, để từng bước chúng ta có thể tạo nên một thế giới an toàn hơn cho tất cả mọi người. Thảm kịch này cũng là một lời cảnh tỉnh về sự an toàn phòng cháy chữa cháy trong các khu dân cư. Sự kiện đau lòng này đã khơi dậy những cuộc thảo luận sâu rộng về các biện pháp phòng ngừa, cải thiện cơ sở hạ tầng và xây dựng các kế hoạch thoát hiểm hiệu quả hơn trong tương lai để tránh những thảm họa tương tự. Vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính, một đám cưới, hai đám tang nhói lòng. Trong số 14 nạn nhân xấu số của vụ cháy kinh hoàng này, có một câu chuyện đặc biệt làm xót xa lòng người. Hai bạn trẻ đang yêu nhau, họ cùng nhau vun vén, nỗ lực, chắt chiu mơ về một đám cưới vào cuối năm. Họ chọn sống cùng nhau trong căn nhà trọ nhỏ, tiết kiệm từng đồng với hy vọng sẽ sớm tổ chức một đám cưới, mở đầu cho cuộc sống gia đình hạnh phúc. Nhưng chỉ trong một đêm, tất cả ước mơ và kế hoạch đó đã bị ngọn lửa tàn phá. Khi tin tức về vụ cháy lan truyền, gia đình và bạn bè của cặp đôi không thể tin rằng mất mát mà họ phải đối mặt lại lớn đến vậy. Không chỉ một mà hai đám tang đã được tổ chức thay vì một đám cưới. Nỗi đau của gia đình và bạn bè là không thể diễn tả được. Họ đã mất đi những người thân yêu của mình trong một khoảnh khắc và mọi kế hoạch cho tương lai giờ chỉ còn là những giấc mơ dang dở. Các bậc phụ huynh của họ, những người từng tràn đầy hạnh phúc khi nghe con cái mình kể về kế hoạch tương lai. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại sự tiếc nuối và đau buồn. Trong ngôi nhà đã mất đi tiếng cười của con cái, chỉ còn lại hình ảnh đau buồn cùng bộ quần áo cưới mà họ sẽ không bao giờ được mặc. Kế hoạch và ước mơ của họ giờ đây đã trở thành những ký ức đau buồn mà mỗi lần nhớ lại, người thân và bạn bè không khỏi rơi lệ. Trong ngày tang lễ, những vòng hoa trắng được đặt xung quanh hai chiếc quan tài nhỏ, mỗi chiếc đều ẩn chứa một câu chuyện dang dở và một cuộc đời bị cướp đi quá sớm. Dòng người thương tiếc, bạn bè, người thân, đồng nghiệp và thậm chí cả những người xa lạ đã đến để tưởng nhớ, chia sẻ nỗi đau với gia đình và gửi gắm lời nguyện cầu cho hai linh hồn trẻ tuổi. Vào chiều 24 tháng 5, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ cháy 14 người chết xảy ra ở phố Trung Kính, Hà Nội. Mọi hoạt động ra vào tại con hẻm vẫn được kiểm soát nghiêm ngặt. Danh tính của 11 trên 14 nạn nhân tử vong trong vụ cháy đã được làm rõ. Đối với các nạn nhân đã xác định được danh tính, cơ quan chức năng sẽ tiến hành các thủ tục để bàn giao về gia đình tổ chức an táng theo quy định. Lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh danh tính 3 trường hợp còn lại. Lúc gần 19 giờ cùng ngày, tại khu vực nhà tang lễ Cầu Giấy, nhiều nhân thân của các nạn nhân trong vụ cháy vẫn có mặt. Để chờ kết quả giám định AND, một người đàn ông cho biết, sáng nay có một gia đình nhận trường hợp đó rồi nhưng lại không phải. Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành giám định mẫu AND, họ nói 22 giờ cùng ngày mới có kết quả. Cũng theo người đàn ông này, ông là bác ruột của anh NXH, tên viết tắt, 27 tuổi, quê ở Hà Tĩnh, một trong số những nạn nhân trong vụ cháy 14 người chết. Người đàn ông thở dài,
nó và người yêu tên Hát, cùng quê, cùng tuổi và cùng khu trọ. Hai đứa nó đã tính đến chuyện cưới xin rồi. Nhưng năm nay chưa được tuổi, đành phải gác lại để lo công việc, học tập. Ai ngờ rằng xảy ra cơ sự này. Hy vọng rằng từ đây, những bài học về an toàn và phòng cháy sẽ được đẩy mạnh hơn để những thảm kịch tương tự không tái diễn, để những giấc mơ không còn bị gián đoạn bởi những bi kịch không lường trước. Không có lối thoát hiểm trong vụ cháy nhà trọ khiến 14 người tử vong. Theo lời kể của anh Phạm Quốc Việt, đội trưởng đội, anh Việt ngay lập tức huy động một nhóm tình nguyện viên lên xe máy và đến hiện trường với trang thiết bị sơ cứu cần thiết như bình thở, sẵn sàng cho mọi tình huống. Chỉ 10 phút sau khi đến, nhóm tình nguyện viên đã phát hiện có nhiều người có thể vẫn còn mắc kẹt bên trong ngôi nhà trọ. Ngay tức khắc, Fast Angel đã điều thêm một xe cứu thương tới để phối hợp với các lực lượng chức năng tại hiện trường. Theo anh Việt, lúc đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã kiểm soát được ngọn lửa và yêu cầu đội hỗ trợ sơ cứu của anh hỗ trợ tìm kiếm và sơ cứu các nạn nhân. Để chuẩn bị cho mọi kịch bản, Fast Angel đã thêm 2 xe cứu thương và đứng ứng trực cùng lực lượng y tế 115. Chỉ vài phút sau đó, những người sống sót đầu tiên đã được hướng dẫn ra ngoài. Anh Việt kể, người đầu tiên được cứu là một bà cụ lớn tuổi, người đã được hỗ trợ thở oxy ngay lập tức. Sau đó, 3 người khác cũng được đưa ra, họ chỉ bị ngạt khói nhẹ và vẫn có thể tự di chuyển. Anh Việt cũng chia sẻ thêm rằng, hiện trường vụ cháy không có lối thoát hiểm rõ ràng và khu vực hỏa hoạn có một khoảng sân nơi để khoảng 20-30 chiếc xe máy và xe đạp điện. Những chiếc xe này đã bốc cháy, gây khó khăn cho việc chữa cháy và là nguyên nhân khiến nhiều người không kịp thoát thân. Anh Việt chưa hoàn hồn nhớ lại về sự kiện đau lòng đó. Hiện trường hỗn loạn, hàng chục lính cứu hỏa liên tục thay phiên nhau dập lửa. Bên trong, nhiều phương tiện đã bị hư hỏng nặng và cháy trơ khung. Theo báo cáo từ Ủy ban Nhân dân phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, lực lượng chức năng đã sử dụng các biện pháp như phá cửa và dùng thang dây để cứu 7 người mắc kẹt trong một vụ cháy tại nhà trọ ở Trung Kính. Vụ cháy được báo cáo xảy ra vào khoảng 00 giờ 40 phút ngày 24 tháng 5 tại địa chỉ số 1, ngõ 43-98-31, phố Trung Kính. Ngay sau khi nhận tin báo, các đơn vị như công an phường, đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng đội dân phòng phòng cháy chữa cháy của phường đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý tình huống. Các biện pháp khẩn cấp được triển khai ngay sau khi đám cháy bùng phát, làm cháy nhiều xe máy và xe đạp điện tại khu vực sân. Lực lượng cứu hộ đã phải cắt khóa cổng chính để tiếp cận và sử dụng thang dây qua cửa sổ tầng 2 để cứu 4 người. Tiếp theo, họ đã phối hợp phá cửa và tiếp tục cứu thêm 3 người khác. Đến khoảng 1 giờ 05 sáng, xe chữa cháy từ đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 2, phòng PC07 của Công an quận Cầu Giấy đã đến hiện trường để hỗ trợ công tác chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn. Sau khoảng 10 phút chữa cháy, đám cháy đã được kiểm soát, không cho phép cháy lan sang các hộ liền kề. Lực lượng phòng cháy chữa cháy tiếp tục phun nước để làm mát các cấu kiện và tổ chức tìm kiếm người bị nạn. Vụ cháy đã làm 14 người tử vong, trong đó 10 người đã được đưa đến nhà tang lễ Trần Vĩ và 4 người đến nhà tang lễ Bệnh viện 19 tháng 8. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!